Alo. Alo, anh hả? Ừ, anh ngủ chưa? Anh à, em gặp rắc rối thật sự rồi. Sao vậy? Mấy hôm trước, em kiểm tra số liệu nó không trùng khớp với nhau. Em không biết nguyên nhân từ đâu. Thật sự mấy ngày hôm qua, em cảm thấy mình như người chết đuối với sông vậy đó. Dù sao thì mình cũng đã tìm ra được đầu mối của vấn đề rồi. Sẽ giải quyết được thôi. Em đừng có quá lo lắng. Mình còn nhiều thời gian mà. Dạ, hôm nay thì coi như là em trút được gánh nặng rồi. Anh nghỉ tay chút đi, uống nước cam cho tỉnh táo nè. Và sau đó em với anh kiểm tra lại tiếp những số liệu còn lại. Đêm hôm đó em làm anh lo quá trời luôn. Nhìn thấy số điện thoại em gọi cho anh lúc 2 giờ sáng. Anh chỉ muốn làm sao chạy đến mẹ con em sớm nhất. Em cũng không biết tại sao khi em gặp khó khăn nhất, người đầu tiên em nghĩ là đến lại là anh. Em như người chết đuối, tìm phải được cái phao. Tuần tới anh sẽ tìm hiểu phần mềm nào đó thích hợp với công việc của em để tránh những sai sót không đáng có như bây giờ. Anh à, anh luôn như vậy, anh luôn luôn chu đáo với mẹ con em. Anh có biết sau chuyện này cảm giác của em như thế nào không? Cảm giác của em thật sự cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Ừ, mặc dù em và anh thật sự không còn ở bên cạnh nhau nữa, nhưng những lúc em cần anh nhất, anh lại luôn xuất hiện. Em được nói như vậy. Anh và em như thế nào cũng hiểu hơn ai hết mà. Rồi các con nó cũng sẽ cần người bố và người mẹ văn minh nhất. Dù không phải lúc nào chúng cũng được gặp cả bố và mẹ cùng một lúc. Riêng về chuyện con cái thì em hoàn toàn yên tâm. Vì em và anh luôn tôn trọng nhau và lo lắng cho con cái hết khả năng của mình. Còn luôn cả những chuyện riêng tư của mình nữa. Mà em cũng không hiểu tại sao tới giờ mà anh vẫn chưa tìm được cho mình một tình yêu mới ha. Mà anh đó là phải tìm cho mình được một người phụ nữ yêu anh nhiều hơn là em đó nha. Không, một mình em đã khổ sở với anh là đủ quá rồi. Anh không muốn đem tới buồn phiền và cho bất cứ người phụ nữ nào khác nữa. Anh à, anh đừng có nói vậy. Trong thời gian em sống bên cạnh anh, em không cảm thấy khổ chút nào hết á. Mà tại sao mình lại nói chuyện này anh à? Đừng có nói nữa. Anh hiểu, em không thấy khổ. Nhưng em cảm thấy tẻ nhạt đúng không? Vì anh quá khô khan và cứng nhắc. Anh à, anh không có như vậy đâu. Chẳng qua là giữa em và anh khác biệt nhau nhiều quá thôi. Nhưng trong mắt em, anh luôn là một người đàn ông tốt nhất trên đời mà em đã từng gặp. Và em càng hạnh phúc hơn khi anh lại là cha của con em. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi đâu anh. Nhưng anh lại không mang đến hạnh phúc cho em. Em xin anh anh thật sự rất quan trọng đối với mẹ con em. Chỉ có em mang đến sự buồn phiền cho anh. Em hỏi anh chuyện này nhé. Anh có oán giận em không khi em viết đơn ly hôn? Anh không, Em cứ tưởng khó khăn lắm anh mới chấp nhận được chuyện này. Thậm chí lúc đó em còn suy nghĩ phải tìm cách để thuyết phục anh nếu như anh phản đối. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh chóng như vậy. Anh sẵn sàng chấp nhận chuyện ấy không? vì anh nghĩ rằng nếu chúng ta không thể là vợ chồng thì mình có thể là bạn tốt của nhau sau đó. Anh luôn như vậy. Không ai có thể làm xáo trộn được anh hết. Anh luôn điềm tĩnh,
và sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Thậm chí em ước được một lần nhìn thấy anh mất kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng em biết điều đó là không thể. Chính những điều đó làm cho em với anh không sống cùng nhau được. Để tôi giúp chị lùi ra đi, coi chừng khói vô cay mắt á. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay chùa vắng dẻo hả chị? Dạ, hôm nay không phải là ngày lễ, ngày rằm, nên cũng ít người đi viếng cảnh chùa lắm anh. Hình như anh thấy em quen quen thì phải. Dạ, anh là... Em là Ngọc Minh, học khoa quan hệ quốc tế, khóa 34 phải không? Dạ đúng rồi anh. Anh là Khang, học cùng ngành với em, nhưng mà trên em hai khóa, anh học khóa 32. Ủa vậy hả? Ừ. Em xin lỗi, em không có nhớ anh. Nhưng mà anh nhớ em rất rõ nha. Cô bí thư năng nổ nhất của trường, hồi đó thường xuyên thấy em trong mấy hoạt động ngoại khóa. Thời sinh viên năng nổ mà. Vậy mà thời gian qua cũng lẹ quá anh hả? Hồi đó anh nể em lắm, không ngờ hôm nay gặp em ở đây. Mình kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Dạ. Thầy Phan vẫn vui tính và hớm hỉnh như ngày nào anh à. Năm nào tụi em cũng qua thăm thầy hết. Hồi trước á, nhà anh ở Khơ gần khu nhà thầy, anh cũng thường xuyên qua gặp thầy. Dạo này anh chuyển qua quận 2 rồi nên ít gặp. Anh ở quận 2 hả? Ừ. Vậy mà anh vẫn chịu khó qua đây để viếng cảnh chùa hả? Hôm nay là ngày giỗ vợ anh. Anh thường xuyên tới đây để cầu siêu cho cô ấy. Em xin lỗi. Chị mất bao lâu rồi anh? Cô mất cách đây 4 năm rồi, bị tai nạn giao thông. Tụi anh có một bé gái, nó học lớp 4 rồi. Nó vẽ tranh đẹp lắm. Nó có năng khiếu về lĩnh vực này lắm. Tội nghiệp bé. Chắc là khó khăn cho bé lắm hả anh? Thú thật đó, đối với anh không dễ chút nào. Em rất tiếc về chuyện này. À, chuyện của em sao? Chuyện của em hả? Em đang bất ổn về tinh thần lắm anh à. Có chuyện gì vậy? Kể anh nghe được không? Anh thấy em có vẻ lo lắng lắm. Em mới ly hôn được 1 năm. Giai đoạn này rất khó khăn với em. Chị vẫn còn giận em à? Chị đang bận check mail. Nhưng mà về buổi trình diễn của chị Thúy Huyền, không có em, mọi việc vẫn có thể tiếp tục được mà. Tại sao lại ngưng diễn nhanh như vậy? Vì chị đã mất hứng. Em không nhận thấy điều đó sao? Em biết. Nhưng dù gì, mình cũng phải ngồi lại và cùng nhau phân tích. Chị Thúy Huyền đã chờ đợi buổi trình diễn này rất nhiều. Còn gì để phân tích nữa hả em? Chị làm việc gì cũng cần phải có cảm hứng. Nếu đã có cảm hứng rồi thì sẽ tiến hành nhanh nhất có thể. Còn nếu đã chán thì rũ bỏ nó đi. Vương vấn làm gì? Chị nói vậy là vẫn giận em rồi.
chị nói không đúng hay sao? Nếu thích thì làm, không thích thì thôi. Mất công làm người khác khó xử thì chị không muốn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chị, hay là lát nữa mình đi đâu cho thư giãn chị nhé. Chị, tối nay có một buổi trình diễn múa đương đại nhà hát lớn. Em sẽ book vé ngay bây giờ. Chị nhé. Chị có một cuộc hẹn tối nay. Một cuộc hẹn rất quan trọng. Chắc là tối nay chị không đi với em được. Trời, hồi sáng á chị biết không, em á nói là đi chơi với chị, ông muốn vô giếng, ông cằn nhằn quá trời luôn. Sao lại vậy? Sao Quân lại ông trẻ con kia chị ha? Em nói á là công việc là công việc, còn chị là chị chứ, mà hồi trước ông cũng yêu quý chị quá trời. Thật ra thì bên công ty Quân với lại bên ngân hàng của chị cũng chưa giải quyết xong mọi chuyện. Bên ngân hàng chị cũng đã tìm mọi cách để ưu ái cho Quân nhiều rồi, chứ không phải bên ngân hàng chị xử ép hay là làm khó làm dễ gì thì bên công ty Quân đâu. Bởi vậy em nói á, anh Quân á là phải đối xử tốt với chị. Ổng mà còn cằn nhằn nữa hả, là em chỉnh ổng liền á, không có tha cho ổng đâu. Thôi em tha cho Quân đi. À đúng rồi, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của tụi em á, em muốn mua một cái áo thiệt là đẹp tặng cho chồng em. Mình đi vô đây kiếm cái áo nào đẹp nha. À cũng được. Chị, kiếm giúp em cái này size L nha. Dạ, mẫu này hết size L rồi, chị xem mẫu khác đi mua được. Trời, tiếc vậy? Dạ. Em thích cái màu này quá. Dạ, có. Chị, cái này hết hàng rồi. Ừ, cái đó cũng đẹp đó. Thôi mình đi tìm mẫu khác đi, coi coi có size không. Chị. Cái này hả? Dạ. Em không thích màu này lắm, tại kỷ niệm một năm ngày cưới, muốn tặng chồng em cái màu gì đó, thiệt là đẹp, thiệt ưng ý mới được. Dạ. Cảm ơn chị. Em xem cái mẫu này được không em? Chị thấy cái này cũng đẹp nè. Cái này cũng được, để em coi thử. Có sai không em? Dạ có chị, chị đợi em tí để em vô lấy ạ. Alo, em đây anh. Anh vẫn đang ngồi kiểm tra lại dữ liệu, hết hôm nay mới xong. Dạ, tối nay em sẽ ngồi với anh kiểm tra lại lần cuối nha. Vậy mai chủ nhật, anh muốn dẫn ba mẹ con em đi chơi đâu đó, em thấy sao? Dạ, anh cứ dắt con đi đi. Em chắc là em đi không được rồi. Sao vậy? Anh chắc chắn tối nay chúng ta kiểm tra xong số liệu, mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi mà. Nhưng mà thật sự thì em đang kẹt, cần giải quyết xong về một số chuyện anh à. Thôi vậy, nhưng anh vẫn mong tối nay em sẽ đổi ý. Vậy nhé. Dạ, vậy nha anh. Bye anh. Chị, có sai, em lấy luôn cái này nha. Công nhận chị chọn cái này á, thiệt ưng ý á. À, em lấy cái này dạ. Để em gói cho chị. Anh Điệp tặng cho em á, hũ kem chống nứt da. Em nói hả, xài thử, tốt ơi là tốt luôn. Cái gì mà chị Dân Điệp nói, em không cho là tốt chứ. Bộ anh không thấy chị hả? Có hai đứa con rồi, mà dáng cũng đẹp, da chị cũng đẹp nữa. Không biết lúc em sanh xong có đẹp giống như chị không ha? Em đừng có suốt ngày cứ Dân Điệp, Dân Điệp. Anh này kỳ quá. Cứ mỗi lần nhắc tới chị Điệp á là anh khó chịu. Em không thích anh vậy đâu nha. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng không vậy nữa được chưa? Anh này kỳ quá. Anh đã cay không? Anh gọi chưa?
Lại là Vĩnh hả? Ồ. Hãy để cho cậu ta biết cảm giác khi ai đó thân thiết với mình rồi đột nhiên mất tích, không lời giải thích thì sẽ khó chịu như thế nào. Nhưng mà lý do cậu ta mất tích rất là hứng thú. Đến vùng Lệ Giang, nơi giữa trời và đất hòa hợp với nhau, tìm một cơ hội mới để nạp năng lượng mới. Còn em, lý do mất tích như thế nào? Rất là bình thường. Đến ở ẩn với một người rầu rĩ như chị, lúc nào cũng buồn phiền như vậy, đơn điệu thế mồ. Đừng có mà đánh trống lảng. Chẳng có chuyện gì rầu rĩ nữa hết. Mọi thứ đã được xóa sạch, không để lại dấu vết nào. Chuyện của chị bây giờ đang rất là hấp dẫn. Kể tiếp cho em nghe về anh Khang đi. Sau đó hai người gặp nhau mấy lần? Khai mau. Thì cũng thêm vài lần nữa. Wow, ghê quá ta. Mới gặp nhau có một lần cách đây 2 tuần, vậy mà bây giờ đã gặp nhau thêm vài lần nữa rồi hả? Hâm mộ chị quá đi. Vậy hai người có nhắn tin qua lại thường xuyên với nhau không? Ừ, thì cũng liên lạc gần như là hàng ngày. Quá tuyệt. Vậy hai người nhắn với nhau những gì? Ừ, thì hỏi thăm nhau về cuộc sống, về công việc, rồi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa lúc còn đi học. Mà sao kỳ lạ ghê em. Chị với anh Khang lần đầu gặp nhau mà nói chuyện với nhau rất là thân thiết, giống như là quen nhau từ lâu lắm rồi, mặc dù trước đây là hai người xa lạ với nhau. Xa lạ gì chứ, chẳng phải nay nói anh ấy thích chị từ hồi hai người còn học đại học là gì? Tại vì hồi đó chị hay tham gia phong trào trong trường nên anh ấy biết chị, chứ chị đâu có biết gì về anh ấy đâu. Thì hồi đó chị của em đã có anh Vũ rồi, ai mà không biết tính tình Ngọc Minh. Một khi đã chui vô rọ ông Vũ rồi thì còn ai dám bén mảng lại gần nữa. Bây giờ anh Vũ chắc đang vất vả lắm hả? Thôi, lại vậy nữa rồi. Không có ông Vũ nào đây hết, chỉ có anh Khang thôi. Em chỉ muốn nghe chuyện chị với anh Khang. Nói với em nghe chuyện chị với anh Khang thôi. Thì anh Khang cũng rủ chị đi đây đó. Cụ thể đó là những nơi nào? Thì đi chùa, đi công viên, rồi vô nhà sách mua sách cho con gái của ảnh, rồi đi nghe hòa nhạc nữa. Trời ơi, em nghe kể là thấy nhiều lắm rồi đó. Vậy mà chị bảo đi có một số chỗ thôi. Vậy hai người đã nói với nhau những chuyện gì? Kể ra thì cũng nhiều thiệt. Có lẽ vì chị với anh Khang hợp tính với nhau nên dễ nói chuyện với nhau lắm. Đúng là anh chàng Khang này không đơn giản một chút nào. Mà cũng đúng thôi, để lấy lòng được Ngọc Minh á thì cũng đâu phải là điều dễ dàng gì, đúng không? Cũng đâu có gì là phức tạp đâu. Tại vì tụi chị học chung trường với nhau nên rất dễ nói chuyện với nhau. Nói đủ thứ chuyện hết. Ôm lại kỷ niệm thời sinh viên, rồi chuyện quá khứ của hai người ra sao. Mọi thứ đến rất tự nhiên và cởi mở. Cả chuyện cuốn sách của chị nữa, anh ấy rất hứng thú và muốn chị tặng anh ấy cuốn sách đó. Tặng sách? Ừ. Quá trúng ý Ngọc Minh rồi còn gì nữa. Em á thiệt là hâm mộ anh chàng Khang này quá đi mất. Đòi được tặng sách thì quá tuyệt rồi còn gì, đúng không? Tại vì anh ấy rất thích nấu ăn, bởi vì phải nấu ăn cho con gái của anh ta. Nói thiệt nha, khi mà tặng sách cho anh ấy, chị rất là vui. Hy vọng là cuốn sách của chị có thể giúp anh ấy được chuyện này. Mọi việc bây giờ đang rất hoàn hảo, chị ha. Thôi nha, chị với anh Khang rất là nghiêm túc đó nha. Có ai nói gì đâu mà chị sợ bị đánh giá. Rõ ràng em thấy anh chàng Khang này là một người rất tử tế. Và quan trọng nhất là anh ấy xuất hiện đúng lúc, trong đúng thời điểm trong cuộc đời của chị.
Chị không thể nào chối bỏ được điều đó đâu. Hãy nghe em là gặp gỡ anh Khang nhiều hơn và không được làm gián đoạn liên lạc giữa hai người. Hứa đi. Sao phải hứa chứ? Tin em đi, mọi chuyện đang được sắp xếp rất hoàn hảo. Chị cần một sự thay đổi rất lớn trong thời gian này, và anh Khang chính là người sẽ giúp chị làm được điều đó. Ngủ đi. Thôi ngủ đi, khuya rồi, chị cũng muốn ngủ. Thì ngủ. Ngủ ngon nha. Ôi, ôi, chị thấy em đang ngủ mà. Chị làm gì đêm hôm vậy? Chị nghĩ có ăn trộm trong nhà mình á. Trộm á? Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Sao khỏi em? Chị không biết phải làm sao nữa, chị sợ quá. Khóa cửa lại, khóa cửa lại. Khóa cửa rồi. Nhưng mà chị nghĩ ở dưới nhà đó. Bây giờ làm sao đây em? Gọi điện thoại cho ai đó đi. Gọi điện thoại hả? Gọi cho ai bây giờ? Gọi cho ai bây giờ? À, được rồi. Để chị gọi cho chú An hàng xóm, nhờ chú qua giúp mình nha. Dạ, alo. Dạ, chú An hả? Dạ dạ, chú ngủ chưa chú? Chị bị trượt chân, chị té. Em ơi, em xuống trước đi. Thôi, em bự con chị, em xuống trước đi. Thôi, chị. Cùng xuống nha. Vậy chị tự dễ. Em không nghe thấy gì nữa. Có chú Hoàng là sớm đứng trước cổng, chắc không sao đâu. Để chị mở đèn nha. Thôi. Mọi người ơi, nhà hàng sớm tới rồi. Đi đây. Dạ. Chú An. Chú đây này, có cả thằng Phương cháu chú nữa. Sao nhà có chuyện gì con? Dạ, con nghi là có trộm. Con xin lỗi chú với em nha. Đêm hôm vậy mà làm phiền chú với em, con ngại quá. Nhưng mà con hết cách rồi. Có gì đâu, hàng xóm với nhau cả mà. Dạ, dạ, mình vô nhà đi chú. Đi đi vô coi coi. Con nghe tiếng lách cách
lớn lắm, mà còn kéo dài nữa đó chú. Vậy hả, để Thu qua coi. Dạ dạ. À hay là chị ơi, hay là để em đi kiểm tra xung quanh xem có gì không nha chị. Ừ, chị đi với em. Rồi, đi đi con. Dạ, con mời bác ngồi. Rồi được rồi. Dạ, chú uống gì để con pha? Thôi khỏi, không cần đâu. Đêm hôm khuya khắt thế này, chú qua coi thử nhà chạy ra chuyện gì đâu mà. Dạ, chúng con cảm ơn ạ. Cảm ơn con. Chị ơi, nhìn nè, kiểu này á, chắc chắn là có trộm rồi đó. Trời ơi, cũng may là đêm nay chị mất ngủ, chứ nếu không là tiêu chị luôn rồi. Dạ, đó. Sao, sao? Dạ, có lối này nè chú. Đúng rồi, bọn trộm bây giờ nó táo tợn lắm. Nhất là con ở có một mình, nên là phải cẩn trọng. Chứ cửa nẹo còn phải ra cổ trốn nó chắc chắn. Chứ chú thấy chưa có ổn đâu nghe. Dạ, dạ. Chắc con sẽ gắn hệ thống báo động. Ngày mai đi báo công an luôn. Phải đó. Thôi ổn rồi. Chúng cháu tôi về. Dạ. Nghỉ đi nghe. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, nha. Làm về phiền. Nha chị. Rồi, làm phiền. Chú An hàng xóm tốt bụng lắm. Tự nhiên hôm nay là gặp chuyện này, em thấy lo cho chị quá à. Lo cái gì? Chị ở một mình thì em cũng ở một mình vậy thôi. Em sao giống chị được? Chỗ của em là căn nhà nhỏ, lại là chỗ đông người, lạch cạch một tiếng là có người nghe thấy liền. Chẳng bù với chị. Nhà cửa rộng lớn vậy, thiệt cũng yên tâm tí nào. Chị phải làm sao bây giờ? Còn suy nghĩ gì nữa, mau tìm ai đó về ở cho vui thôi. Em qua ở chung với chị cho vui nha. Thôi, không có được đâu. Em đã nói rồi, em chỉ qua đây ở một vài tuần thôi. Còn chị á, mau kiếm cho mình một người bảo vệ đẹp trai, khỏe mạnh, ký vào bản hợp đồng cả đời đi là vừa rồi đó. Ở như vậy không có ổn chút nào đâu. Chị sẽ gắn hệ thống báo động, nó mà hú một cái cả sớm thức dậy luôn, khỏi ngủ luôn. Lại đánh trống lảng nữa rồi. Thùy Anh nè. Nữa. Em đừng có nói chuyện này cho anh Vũ biết nha. Nói làm sao được mà nói. Em có bao giờ gặp được anh Vũ đâu. Chị lo xa vậy thôi. Chị sợ anh Vũ biết chuyện này anh sẽ lo. Không được nói nghe chưa. Biết rồi. Khổ quá. Hẹn làm việc với bên Ngô bà cuối tuần sau. Được rồi, cảm ơn em. Chào em. Tại sao chị không trả lời tin nhắn của em? Chị bận. Em hết chịu nổi cảm giác này rồi. Chúng ta có thể bỏ qua hết những vướng mắc được không? Chị không nghĩ là có vướng mắc nào ở đây hết. Em đừng quá nghiêm trọng như vậy. Có thật là không nghiêm trọng không? Vậy tại sao chị im lặng với em suốt một tuần qua? Đây là văn phòng làm việc. Em nói những chuyện như thế này không tiện chút nào hết. Nhưng em cứ yên tâm đi. Khi nào xong việc chị sẽ gọi cho em. Em xin chị đừng tàn nhẫn với em thế được không? Chị đang rất kiên nhẫn với em đây. Vậy em sẽ nói nhanh thôi. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi Bali xả stress. Chị không có nhu cầu xả stress lúc này. Cuối tuần chị đi Hà Nội công tác rồi. Nhưng mà em đã book vé rồi. Chúng ta chỉ đi 3 ngày thôi. Tại sao em không hỏi ý chị? Em đã gọi điện cho thư ký để trích lịch làm việc của chị. Và em biết là cuối tuần chị không đi đâu hết. Em xin chị, chúng ta cần thời gian dành cho nhau để nói chuyện. Cuối tuần chị sẽ đi Hà Nội công tác. Chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Chị còn nhiều việc cần phải giải quyết. Bên Phúc Kiến tới chưa em? Em mời họ vào phòng họp nhé. Chị xuống ngay.
Chị Mai, uống nước cam đi con. Cảm ơn mẹ. Buổi sáng mẹ nhắn tin cho con mà không thấy con trả lời. Mẹ đã ở ngoài. Lúc con đang chạy xe mẹ ạ. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Chắc là con đang bận việc nên mẹ cũng không gọi điện lại nữa. À chị Mai này, buổi trưa nay á, mẹ nấu món khế với lại nghêu. Cái món canh chua mà con thích nhất đó. Chị Mai, con không khỏe à? Không sao. Cuốn sách của con cũng gần xong rồi. Đến lúc đó con sẽ yên tâm nghỉ ngơi. Mẹ đừng lo nhé. Mẹ cũng không hiểu gì những chuyện dịch sách hay là những cái mối quan hệ trong công việc của con. Nhưng thấy con quyết tâm như vậy, ba mẹ luôn ở bên để hỗ trợ cho con. Nhưng con nên nhớ rằng dù con có làm cái việc gì đi chăng nữa, con cũng nên tỉnh táo, suy nghĩ cho chín chắn, giữ tinh thần cho ổn định. Sức khỏe mới là quan trọng con nhá. Mẹ, cho dù làm gì và ở đâu thì khi trở về với ba mẹ con cũng thấy bình yên và dễ chịu nhất. Thời gian mà con đi học xa nhà nước ngoài ấy cũng không khiến ba mẹ lo lắng như bây giờ đâu con ạ. Nhức đầu quá. Sao? Thấy chưa? Tên trộm nào vô đây cũng sẽ bị chết khiếp vì cái tiếng này. Tên trộm chưa vô nhà là chị em mình á đã phát điên vì cái tiếng còi hú này rồi. Chị thật là sáng suốt đó. Vẫn chưa hết đâu em ơi, còn có hệ thống camera kiểm soát nữa, hình ảnh sẽ được truyền lên phòng ngủ của chị. Hay quá. Rồi một ngày nào đó chị nằm trên giường, qua màn hình camera sẽ nhìn thấy tên trộm lè lưỡi ra nhát ma chị. Em nói với chị rồi, những cái thứ này nè không có ý nghĩa gì với bọn chúng đâu. Tin em đi. Vậy phải không? Ừ. Chờ chị chút xíu nha. Còn nữa hả? Đây, thủ công và đơn sơ nhưng mà rất hiệu quả. Trời ơi, em lạy chị luôn đó chị Đồng Minh. Vậy mà chị còn nghĩ ra nữa hả? Không được rồi, không được rồi. Sao vậy? Em thấy không ổn một chút nào rồi. Em làm gì vậy? Chị đây. Chị qua đây mà coi nè, chị Ngọc Minh của chúng ta trang bị những vũ khí tối tân và hiện đại nhất để bắt tên trộm đó. Vậy thì không được, Ngọc Minh lú lẫn mất. Em đã nói rồi, biện pháp tối ưu cho chị Ngọc Minh của chúng ta bây giờ là tìm ngay cho chị ấy một người đàn ông. Vậy mà chị ấy lại không nghe. Phải tìm cho chị ấy một người đàn ông khỏe mạnh, thông minh và nếu được là phải có võ, có thể giúp chị ấy bắt được tên trộm. Vậy còn chàng tên Khang thì sao? Anh chàng Khang đó đang từng ngày từng giờ đợi cuộc điện thoại của chị Ngọc Minh. Vậy mà chị lại kiêu kỳ quá, không thèm gọi cho người ta, lúc nào cũng chờ người ta điện gọi trước hết đó. Vậy thì không được. Nè, mình phải ép Ngọc Minh chủ động hẹn với người ta trước, chứ không thể nào ngồi chờ hoài được em. Đúng, em đồng ý với quan điểm của chị đó. Ok, như vậy thì á, nhiệm vụ của em là phải ép Ngọc Minh gọi điện thoại cho anh ta ha. Trưa nay chị sẽ ghé qua, chị sẽ dắt Ngọc Minh đi tút tát là nhan sắc. Nhất trí vậy nha. Ừ, quyết định vậy đi. Ok, 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 ok. Cái gì vậy hả? Có tầm bậy gì hả? Tầm bậy đâu mà tầm bậy. Em có một bí mật cho chị đây. Tên, tên, tên. Điện thoại chị. Dạ đây, dạ đây. Em biết bắt quẩn với chị rồi. Đưa chị chưa? Hả? Em kiểu... Tại sao phải đưa cho chị? Em làm cái gì? Khang, khang, khang. Ôi! Trời ơi! Dạ. Em nè anh.
Dạ tâm anh đó, rất thích món quà của mình. Đã cảm ơn của mình nhiều lắm. Em rất mong được gặp bé sớm. Chắc chắn rồi. Nhưng mà chờ nói trước với bé nha. Thấy con bé ở nhà anh đó, nó nhạy cảm với người lạ lắm. Dạ em biết chứ. Với những gì mà anh kể cho em nghe thì em cũng hiểu đôi chút tâm lý của bé. Nhưng mà em tin là em sẽ nói chuyện với bé được. Khang thật hiền và ấm áp. Ở bên anh mình thấy dễ chịu lắm. Nhưng chính anh lại khiến mình sợ hãi. Mà nỗi sợ hãi lại không bắt nguồn từ Khang. Nỗi sợ hãi khi mình chợt nhớ đến Vũ. Thật mâu thuẫn và khó xử cho mình quá. Hello. Ông nội kìa, chào ông nội. Con. Cây không? À. Bye bye, chào đi, chào đi. Mai mốt lớn lên dưới cây dù bông nha. Mẹ kêu kìa. Chú à. Mẹ kêu con kìa. Chú ơi. Mẹ kêu, mẹ kêu kìa. Đi kìa, đi kìa. Nè, bố nè, đây nè. Đến bao giờ mới hết được cảm giác sợ hãi này? Mà sợ hãi vì điều gì? Vì biết mình đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời Vũ ư? Thùy Anh nói mình phải thấy vui chứ. Tại sao mình không thể vui được? Tại sao? Ok. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thử đi. Yeah. Món này anh đi bé tham ăn ở đây luôn đó. Yeah. Ngon lắm đó. Những buổi đi cùng Khang thế này không chỉ khiến mình vừa dễ chịu, vừa bất ổn, mà còn khiến cả ba cô bạn lắm chiêu của tôi bị kích động. Lần nào cũng vậy, mình đều cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng cuộc gặp với Khang hôm nay sẽ làm Thủy Anh và Dân Điệp phấn khích một chút. Thôi vậy, hãy cho các cô nàng của tôi một chút niềm vui nho nhỏ, khi chính bản thân các nàng cũng đang rất bất ổn, giống như mình vậy. Nàng nhân mã xinh đẹp chắc vẫn chưa bỏ được thói quen theo dõi con mồi, dù đó là con mồi cũ, mà chính nàng đã quả quyết rằng mình đã chán ngấy lắm rồi. Chi Mai vẫn làm cho mọi người lo lắng nhất. Nhưng mình vẫn tin rằng con bé rồi sẽ nhận ra mọi chuyện. Nhưng trước hết, nó sẽ phải đau đớn một lần đỉnh điểm. Vượt qua được cú sốc đó, con bé sẽ nghĩ lại. Chẳng ai có thể cứu được mình bằng chính bản thân mình cả. Còn cô nàng Thủy Anh hồn nhiên như cô tiên của tôi. Thủy Anh lúc này chỉ có một việc đáng quan tâm duy nhất. Đó là chiến đấu chống lại chứng thèm ngủ vô đối của mình. Cô nàng có thể ngủ cả ngày mà không biết chán. Thật mất hình tượng cho một cô giáo dạy văn của biết bao lứa học sinh ưu tú trước đây. Nhưng nghĩ lại, thì hóa ra chứng thèm ngủ của Thủy Anh lại rất hữu ích cho nàng trong việc trốn chạy thực tại éo le. Một chàng trai trẻ si tình vẫn đang ngóng đợi hồi âm của nàng. Với Thùy Anh, cuộc chiến giành lại con vẫn cháy âm ỉ trong lòng. Dù nàng đã ít đề cập chuyện này với mình hôm trước, nhưng có lẽ mình sẽ phải tìm cách thuyết phục Thùy Anh rằng Bách là một người chồng tồi, nhưng không đồng nghĩa với một người cha không tốt. Tốt nhất là cơ hội không nên thấy mẹ nó lười biếng như thế này. Còn cô nàng trong gương kia mới là người phiền nhiễu nhất. Nhưng dù sao cô ấy cũng ý thức được điều gì đang diễn ra. Và cô ấy sẽ thay đổi. Chắc chắn là thế rồi. Chuyện một người mẹ yêu thương con mình thì quá hiển nhiên trên thế giới này. Trong khi đó, chính bản thân em còn phải học cách yêu thương con mình như thế nào cho đúng nữa.